Câu 16. Vai trò của rừng là gì? Rừng là thảm thực vật của những cây thân gỗ trên bề mặt trái đất, giữ vai trò to lớn đối với con người, cung cấp gỗ và củi, điều hòa khí hậu, tạo ra oxy, điều hòa nước, nơi cư trú động của động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm. 1 hecta rừng hàng năm tạo nên sinh khối khoảng 300 đến 500 kg. 16 tấn oxy rừng thông là 30 tấn, rừng trồng là 3 đến 10 tấn. Mỗi người một năm cần 4.000 kg oxy, tương ứng với lượng oxy do 1.000 tới 3.000 mét vuông cây xanh tạo ra trong năm. Nhiệt độ không khí rừng thường thấp hơn nhiệt độ đất trống khoảng từ 3 đến 5 độ C. Rừng bảo vệ và ngăn chặn gió bão, hệ số dòng chảy trên mặt đất có độ che phủ là 35%, lớn hơn đất có độ che phủ 75% 2 lần. Lượng đất xói mòn của rừng bằng 10% lượng đất xói mòn từ vùng đất không có rừng. Rừng là nguồn gen vô tận của con người, là nơi cư trú của các loài động thực vật quý hiếm. Vì vậy, tỷ lệ đất có rừng che phủ của mỗi quốc gia là một chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường quan trọng. Diện tích đất có rừng của một quốc gia tối ưu phải đạt 45% tổng diện tích. Tài nguyên rừng trên trái đất ngày càng bị thu hẹp về diện tích và trữ lượng. Đầu thế kỷ 20, diện tích rừng trên thế giới là 6 tỷ hecta. Năm 1958 còn 4,4 tỷ hecta. Năm 1973 còn 3,8 tỷ hecta. Năm 1995 còn 2,3 tỷ hecta. Tốc độ mất rừng hàng năm trên thế giới là 20 triệu hecta, trong đó rừng nhiệt đới bị mất là lớn nhất. Năm 1990, châu Phi và châu Mỹ Latin còn 75% diện tích rừng nhiệt đới, châu Á còn 40%. Theo dự báo, đến năm 2010, rừng nhiệt đới chỉ còn 20-25% ở một số nước châu Phi, châu Mỹ Latin và Đông Nam Á. Rừng ôn đới không giảm về diện tích nhưng chất lượng và trữ lượng gỗ bị suy giảm đáng kể do ô nhiễm không khí. Theo tính toán, giá trị kinh tế rừng ở châu Âu giảm 30 tỷ đô trên năm. Hết câu 16.